cảnh quan hùng vĩ, núi gối đầu sông, mây vờn đỉnh núi. Bái đính là nơi hội tụ của linh khí núi sông, của tâm linh dân tộc và của nhân kiệt xuất chúng. Khám phá Việt Nam, bái đính ngàn năm huyền thoại, 17 giờ 10 phút hôm nay. Lắm tài, nhiều tật, càng nổi tiếng, Cross càng xa ngã. Cuộc đời của anh sẽ ngập sâu vào tai tiếng nếu như không có một ngày. Phim cuối tuần Minh Tinh Màn Bạc, 21 giờ 50 phút hôm nay.